Hãy nhìn xem cách người ta trồng cây dâu tằm. Phần thân là thân của một loại cây khác, không liên quan gì đến cây dâu. Và phía trên họ ghép với loại cây. Phía trên là phần ghép với cây dâu tằm. Mọi người nhìn rõ ha? Phần thân và phần cành bắt đầu từ đoạn ghép hoàn toàn khác nhau. Bên dưới là có bao nhiêu cái vết, nhưng bên trên thì hoàn toàn khác, rất khác. Và với cây này thì người ta trồng không dưới 20 năm để có được một cây như thế này. Tối thiểu phải có 20 năm. Và xa xa kia có thêm vài cây nữa. Từ cây này ta chuyển dần xa kia, cái cây nghiêng đó là một cây dâu tằm khác. Và sau cây đó còn có thêm vài cây nữa. Nếu ta muốn trồng cây xanh để làm bóng mát, không hề khó đối với chúng ta. Cây dâu tằm ở ta đâu có thiếu, chẳng cần phải nhập ở đâu cả, rất dễ tìm. Và nếu ta không muốn nó tán nó quá rộng quá nặng thì 2 năm một lần ta có thể tỉa. Tỉa bớt cành nó lại ra nhanh lắm. Và khi ta tỉa thì nó ra nhất rất nhanh, nó ra rất đẹp nữa. Đây người ta không cả tỉa luôn. Người ta để nguyên, cây này là cây để nguyên không tỉa. Không tỉa theo dáng thôi chứ chứ thực ra có tỉa mà. Đó, để có được một cây dâu tằm, một cây che bóng mát bền vững. Cây này có thể sống được cả trăm năm à, thậm chí là tới vài trăm năm. Với những thân cây mà nó rộng tới hàng mét, một người ôm không xuể thì cái cây đấy nó không dưới trăm năm. Cây này tối thiểu 20 thậm chí 30 năm mới có được như thế này. Giải pháp trồng cây che bóng mát không hoàn toàn không khó ha. Và bên dưới tán cây là chiếc ghế bông để cho người ta ngồi hóng mát. Xa xa một chút là bộ bàn ghế cho dân ăn picnic. Chào các bạn ha.